Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay nhà em tiếp tục về được ít hàng, em quay video giới thiệu cho tất cả các bác cùng xem. Ai có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại. Số điện thoại đặt hàng của bên em đây ạ. Shop Long Hợi, số điện thoại đặt hàng 0975275636 hoặc số điện thoại 0942453417. Hai số điện thoại này em có ghi dưới phần mô tả của video ạ. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Bác nào gần có thể đến tại địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Còn bác nào ở xa thì bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi nhé. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng rồi. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào cứ chốt cho em theo mã số như trên video. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg thì tiền ship sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu, tiền ship sẽ là 50.000 toàn quốc ạ. Đây là tiền ship bên em đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ xa gần đâu ạ. Đây rồi, đầu tiên em sẽ quay vào mẫu số 1 này. Số 1 ở đây nó bộ combo hai cái buli nha các bác. Cái này nó sẽ có trục bi bên trong này, còn cái kia thì nó không có nhá. Cái đầu tiên, nó này phần độ dày của nó em đo được là 7 ly. Đường kính ở đây em đo được là 63 nhá. Con này bên trong nó sẽ có trục bi xoay như này. Còn cái thứ hai, cái này thì không có trục bi xoay nha. Cái này đường kính của nó là 62. Độ dày của nó là 4 ly và phần lỗ trục của nó em đo được là 25. Đây là mẫu số 1 này, một bộ combo hai cái như này, có giá là 40.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Số 2 cái này có hai chiếc nhá. Phần lỗ trục em đo được ở đây là 25, đường kính bên ngoài là 40. Con này tổng chiều cao ở đây của nó em đo được là 76. Đây là mẫu số 2 này, một bộ hai chiếc có giá là 30.000. Tiếp theo là mẫu số 3. Số 3 là một bộ combo các cái kiểu bàn trượt ấy. Mà có cái là nó thiếu đồ nha các bác. Có cái nó thiếu đồ này, các bác mua về là mình phải tự chỉnh sửa lại nhé. Cái này bản rộng ở đây em đo được là 6cm, vuông 6cm nha các bác. Đây là bộ combo mẫu số 3 này, gồm 2, 4, 6, 8 cái. Có 8 cái, có giá là 100.000. Cái này nó không phải là hàng nguyên vẹn đâu các bác. Nó thiếu đồ với cả nó có cái nó bị hỏng hỏng một chút đấy. Nên các bác mua về phải tự chỉnh lại nhé. Đây, đây là mẫu số. Cái này mà hôm trước mà nó nguyên vẹn ý, thì sẽ có giá là 50.000 hai chiếc. Còn đây nó hàng hơi lỗ nhá, về các bác phải chỉnh sửa lại thì có giá rẻ hơn này. 100.000 là được 8 chiếc ạ, mẫu số 3. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 4. Số 4 này cũng vậy này, nó cũng hơi thiếu đồ nha các bác. Cũng là các cái bộ bàn trượt này. Nó sẽ có bằng sắt với cả bằng nhôm nhá. Cái này mặt vuông của nó là 60. Đây, nó cũng có bộ như này này. Đó. Có cái thiếu, có cái thừa lung tung ở đây này. Đó. Đây là mẫu số 4 nha các bác. Mẫu số 4 của em này. Một bộ là có 3 chiếc. Đây, cứ 3 chiếc là một bộ nha. Như này là mỗi là một chiếc. Mỗi một chiếc rời như này là tính là một chiếc nha các bác. Đây. Đấy, một bộ combo là 50.000 là được 3 cái. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 5. Số 5 của em nó là cái con lăn nhá. Này của nó là con lăn bằng nhựa đấy. Bên trong sẽ có trục bi xoay tròn. Mẫu này nó tháo ở cái con lăn băng tải ra đấy. Mẫu này phần trục bên trong em đo được là phi 17. Đường kính phần con lăn em đo được là 47 nha các bác, 47. Và chiều dài phần thân con lăn của nó là 72. Đây là mẫu số 5 này, có giá là 50.000 một chiếc. Mẫu này các bác mua mua nhiều ấy thì sẽ có giá xỉ nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 6 ạ. Số 6 này là một bộ combo các cái đầu mũi lục giác ấy ạ. Mới cả mũi hoa thị nhá. Con này phần lục giác ở đây em đo được là 6 ly. Cái này tổng chiều dài của nó này, ở đây em đo được là 75. Nó có mũi hoa thị với cả mũi lục giác ấy, nhưng mà nó không ghi số ở đây nên em không biết là nó là cỡ bao nhiêu. Nó bán tù mù như này nha các bác. Cái này thì nó có khoảng 1kg luôn đấy ạ. Có giá là 100.000. Lưu ý cái mẫu này em không chọn nhá, em bốc lộn xộn như này đấy. Một combo như này, khoảng 1kg sẽ có giá là 100.000. Vừa hoa thị vừa lục giác luôn ạ. Nó mà chia ra từng cỡ thì giá nó sẽ cao hơn đấy. Nhưng mà do em không có người chọn ấy nên là em bán lộn xộn như vậy nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 7. Số 7 ở đây một bộ combo mấy cái chân lục giác này. Con này phần lục giác ở đây em đo được là phi 13. Cái này bằng sắt đây ạ. Mẫu này tổng chiều dài của nó là 14,5cm. Đây là mẫu số 7 này, một bộ combo 4 cái có giá là 40.000. Tiếp theo là mẫu số 8. Đây, số 8 đây để em chuyển cổ combo ra đây.
Cái này của nó là bằng bằng nhôm nha các bác, bằng nhôm. Mẫu này phần lỗ trục của em đo được là 32. Đường kính bên ngoài của nó đo được là 38. Mẫu này tổng chiều cao của nó là 80. Mặt bích của nó mặt bích vuông nha. Mẫu này phần mặt bích vuông đo được là 50. Đây là mẫu số 8 này. Giá một bộ 2 chiếc này này sẽ có giá là 100.000. Mẫu số 8 nha các bác. Đây số 8 đây. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 9 này. Số 9 mẫu này là một bộ combo các cái miếng nhôm. Nhôm lộn xộn như này nha các bác. Này của nó là nhôm hàng Hàn Quốc tháo máy. Nó không có một kích cỡ nào cả. Đây. Đây em cầm lại cái này này. Như cái này thì độ dày của nó đo được là 12. Nói chung là trong đây thì nó không có cái nào mỏng đâu các bác. Cái này 10 ly này. Nó khoảng 10 đến 12 nha các bác, độ dày của nó đấy ạ. Đây là mẫu số 9, một bộ combo tất cả cái này có giá là 130.000. Đây có một cái đen này là hơi mỏng này. Tiếp theo là mẫu số 10. Số 10 đây, số 10 này một bộ combo các cái thanh nhôm ngắn nha các bác. Cái này nhôm vuông của nó là 45 này. 45. Đó. Bộ này thì tổng chiều cao ở đây em đo được là 45 luôn nhá. Thế là vuông 45 luôn. Đây là mẫu số 10 này, hình như có 11 cái ra. 4 này. 4 6 10. Có 11 cái nha các bác, một bộ combo 11 cái mẫu số 10 này có giá là 70.000. Tiếp theo là mẫu 11. Mẫu 11 một bộ combo các cái mũi vít nhá. Cái này của nó là mũi vít đóng đấy ạ. Mũi vít đóng nha chứ không phải là mũi vít lắp trong máy bắt vít đâu ạ. Mũi vít đóng nhá. Nó có mấy cái mũi vít dệt này và một ít là mũi vít bốn cạnh. Cái này mũi vít bốn cạnh này của nó là BH2 nhá. Mẫu này phần lục giác ở đây em đo được là 8 ly. Và chiều dài của nó này em đo được là 80. Đây là bộ combo này, mẫu số 11 nha các bác, có giá là 100.000, rất là nhiều luôn đấy ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 12. 12 là một bộ combo cái nhông xích này. Cái nhông này nó to lắm các bác. Cái nhông xích này nó to lắm. Đây. Này biết đo như nào đây. Cái này bên ngoài đem đo được là 17 này. Cái này phần rãnh bên trong nhá, phần rãnh bên trong đem đo được là nó đang ở giữa 12 và 13 ấy. Nó có cả loại nhỏ nữa này. Có cái đứt như này nha các bác, có cái thì liền. Đây bộ combo mẫu số 12 nha, có giá là 50.000 tất cả combo trong dùng. Tiếp theo là mẫu 13. Số 13 của em này là một bộ combo cái bi trục tròn nha. Này của nó sẽ là bi trục tròn phi 20. Bên trong lỗ này là 20 nha các bác, còn đường kính bên ngoài em đo được là 32. Đó. Mẫu này thì tổng chiều cao của nó là 80 này. Đây là bộ combo mẫu số 13 nha các bác. Có 4 chiếc như này, có giá là 100.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 14. Số 14 mẫu này là một bộ combo có 2, 4, 6. Có 6 chiếc nha các bác. Này là mẫu combo bi trục tròn lỗ trục phi 16. Phi 16 nha các bác. Đây là mẫu số 14 này, có giá là 80.000. 80.000 là được 6 cái. Tiếp theo chuyển qua mẫu 15. Mẫu 15 ở đây có một bộ combo cái bản lề này. Bản lề này biết là bằng nhôm hay bằng inox đấy, nhưng mà thử lâm châm không hút nha các bác. Nó sáng bóng y như là inox luôn. Mẫu này chiều cao ở đây em đo được của nó là 60. Bản rộng ngang bên này đo được là 70 nha các bác. Đây, rất là đẹp luôn, nó không khác gì hàng mới cả. Đây là mẫu số 15 này. Một bộ combo có 10 chiếc nha các bác. Một bộ combo 10 chiếc có giá là 100.000. Mẫu này thì em đang có tầm 10 bộ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 16. Số 16 là một cặp bi này. Cái này của nó là bi trục tròn lỗ trục phi 20 nha. Kích thước vật đế bản rộng là 5,5 cm, chiều dài là 5 cm này, và tổng chiều cao của nó là 4 cm. Đây là mẫu số 16 này, một bộ 2 chiếc như này, có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 17. Mẫu 17 là một bộ con lăn nhá. Cái phần con lăn bằng cao su này thì nó mềm lắm các bác. Bên trong của nó là sắt nhá. Đây. Nó kiểu bấm tay vào được luôn ấy. Còn một bên này, cái bên màu vàng này sẽ có trục bi xoay, còn bên này nó không có bi xoay nha. Kích thước này, đường kính bên ngoài em đo được là 40. Chiều dài phần thân của nó em đo được ở đây là 84. Đây là mẫu số 17, có giá là 80.000.
Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 18. 18 mẫu này của nó là cái xích kiểu bằng nhựa như này nha các bác. Nó đứt liền như này này, về các bác phải nối lại mới được nha. Cái này bản rộng của em đo được là 20 này. Ở đây có một bộ combo là 3 chiếc. Nó đều đứt rời ra nha các bác, không có cái nào nó liền đâu. Em đo thử một cái ngắn này nhá. Có hai cái ngắn và một cái dài. Cái này chập đôi vào này thì em đo được ở đây là 39 cm nha. Đây là mẫu số 18 này, một bộ combo là có 3 sợi và giá là 50.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 19 ạ. 19 mẫu này của em nó một cái đèn nha các bác. Đèn hàng Made in Korea này. Đây nó có một cái tem này, không biết có phải tem thông số của nó 5W nha các bác. 5W này, nhưng không thấy điện bao nhiêu. Kích thước bên ngoài của nó ạ, bản rộng là 15 cm, chiều dài em đo được là 17,5 cm ạ. Và độ dày của nó là 3,5 cm. Đây là mẫu số 19 của em nhé, có giá là 100.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 20. 20 mẫu này của em nó là cái con lăn bằng nhôm nhá. Hai đầu bên trong của nó sẽ có trục bi xoay như này. Mẫu này phần trục bên trong em đo được là phi 12, đường kính phần con lăn là 40 ạ. Bên trong của nó sẽ là trục sắt, còn bên ngoài cái phần thân này của nó sẽ là bằng nhôm. Mẫu này thì chiều dài đường phần con lăn ạ là 17 cm. Còn nếu đo cả trục sẽ được là khoảng 22,5 cm ạ. Đây, hai bên sẽ có trục bi xoay như này nha các bác. Đây là mẫu số 20 này, có giá là 150.000 là một chiếc. Rất là mới nha, nó có hai màu khác nhau nhưng mà cùng một loại, cùng một kích thước đấy ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 21. 21 một bộ combo mấy miếng nhôm nha các bác. Đây. Mẫu này phần nhôm ở đây độ dày em đo được là 10 ly. Kích thước này, bản rộng của em đo được là 15 cm, chiều cao của nó là 12 cm ạ. Đây là mẫu số 21, một bộ combo có 4 cái như này ạ, có giá là 100.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 22. 22 cái này không biết nó là cái gì đây. Cái này em thử lâm châm không hút này. Có cái phần mặt bích bên trên này của nó bằng sắt nhá. Còn cái phần bên dưới này không biết là bằng nhôm hay sao không để hút. Nó có mấy cái núm vặn này. Bên trên hai cái này, bên dưới một cái như này. Cái này bác nào biết thì chốt này. Em chưa hình dung ra nó là cái gì. Nay không có thợ ở nhà nên là cũng không hỏi thợ được xem có biết đây là cái gì không. Đây, đây là mẫu số 22 nha bác. Có giá là 200.000. Cái này bác nào có cần xem kỹ là hình ảnh của nó, inbox Zalo em chụp ảnh cho các bác coi nhá. Và bác nào biết thì mình có thể bình luận vào dưới phần mô tả của video để cho em và các bác chưa biết mình có thể biết thêm về tên và công dụng của nó nhé. Rồi tiếp theo anh chuyển qua mẫu 23. 23 đây. 23 ở đây có cái bộ giống như kiểu cái bàn nâng ấy, nhưng mà nó thiếu một cái nút chỉnh ở đây rồi. Nó có một nút khóa ở đây. Các bác mở cái phần khóa này ra này. Cái này mở bằng tay không được. Em lấy cái tu vít mở ra. Nó có một cái phần nút khóa ở bên sườn đấy nha các bác. Các bác mở lỏng ra giúp em một chút nào. Đấy. Nó kiểu nâng lên hạ xuống như này này. Cái phần cái mẫu số 23 này của em nó sẽ là bằng nhôm nha các bác, bằng nhôm. Đây. Các bác mở cái này ra thì mình có thể kéo mở như này. Bốn góc nó có kiểu giống như kiểu gì ta? Dây bi trượt đấy ạ. Giống như kiểu có bốn cái thanh trượt ấy. Mẫu này mặt vuông của nó là 80 nha các bác. Để nguyên như này ở đây em đã sẽ đo được là 42. Đây là mẫu số 23 nha, có giá là 50.000 một chiếc. Đó, 50.000 một chiếc. Nó có cả màu đen này. Đó. Màu đen hay màu trắng thì kích thước và kiểu dáng của nó đều như nhau, cùng một loại hết ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 24. 24 cũng là một cái dạng kiểu bàn nâng nha các bác. Đây, bên sườn đây nó sẽ có một cái nút này, của Made in Japan luôn này các bác. Sáng bóng luôn, cái nút này vẫn còn sáng bóng nha. Từng vạch, từng cỡ của nó này, số này vẫn còn nguyên. Cái này của nó bằng nhôm đấy ạ. Phần mặt bích bên trên này, bản rộng, bản vuông của nó là 8 cm. Còn phần đế bên dưới thì nó rộng hơn nhá. Một chiều này là 11 cm này, chiều bên này là 10 cm. Cái này tổng chiều cao đem đo được đây là 50. Bên sườn đây cũng có một cái nút khóa này. Đó. Đây là mẫu số 24, có giá là 100.000. Rất là mới và đẹp đấy ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 25. 25 ở đây có mấy cái bộ bi gối nha các bác. Cái này gì ta? Cái này của nó là cái kiểu trục tròn ấy ạ. Ở giữa đây nó sẽ có cái trục tròn phi 15 nha các bác. Và ở đây nó sẽ có một cái phần bánh răng này. Cái
phần bánh răng này nó có con ốc trí lục giác nên các bác có thể điều chỉnh di chuyển theo cái phần thân này của nó nhé. Mẫu này thì hai bên đầu nó sẽ có cái phần gối nhôm như này. Đây em đặt xuống đất để cho các bác đặt đây. Đây. Cái phần trục hai bên này nó sẽ quay như này nha các bác. Phần bi này quay trơn tru nhẹ nhàng. Cái mẫu số 25 này rất là mới luôn, nó không khác gì hàng mới cả. Nó đẹp lắm. Em đo kích thước phần trục nhá. Mẫu này thì tổng chiều dài phần trục của nó là được khoảng 44cm đấy ạ. Đây là mẫu số 25 này. 25 của em một chiếc như em đang cầm như này sẽ có giá là 100.000. Mẫu này thì em đang có khoảng 10 chiếc luôn. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 26 ạ. 26 là một cái mẫu xi lanh hơi. Cái này của nó xi lanh hơi hai đầu nha các bác. Đây, xi lanh hơi hai đầu như này. Ở đây cái đầu ống van này của nó sẽ là ống 6 này. Tất cả van ống vẫn còn nguyên nha. Phần ti hơi bên trong, ở đây em đo được là phi 16 này. Mẫu này hành trình. Hành trình của nó là 30 đấy ạ. Ở trên đầu đây nó có một cái khớp như này nhá, vẫn còn nguyên cái khớp như này. Mẫu này phần ren ở đây em đo được là 13. Đó. Kích thước phần thân này. Mẫu này bản rộng phần thân là 5cm. Chiều dài phần thân của nó đo được là 9cm nhá. Còn nếu mà để mà đo cả tổng chiều dài sản phẩm này sẽ đo được là 30cm. Cái mẫu này rất là đẹp luôn. Đây là mẫu số 26 này, có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này thì em đang có khoảng tầm 10 chiếc này. Cái phần này nó có thể có màu trắng hoặc là có thể màu đen nha các bác. Tại vì em mới tháo được có một chiếc thôi, những cái chiếc này là chiếc màu trắng này. Tại vì thấy ở kho là có cả màu đen nữa, nhưng mà hàng chưa tháo nên là chưa có xem được các bác. Đây cái phần trục bên trong của nó đã xoay được như này nha các bác. Nó sẽ xoay tròn được như này. Đây là mẫu số 26 này, có giá là 100.000. Các bác cần xem kỹ lại mẫu này, inbox Zalo chọn theo số nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 27. 27 cũng là một mẫu xi lanh hơi. Mẫu này của nó sẽ là hàng SMC. Nó kết hợp giữa hàng Hàn Quốc với cả hàng Nhật Bản nha các bác. Mẫu này thì đầu ống của nó sẽ là ống 8. Các cái đầu van các thứ vẫn còn nguyên nha. Bên trên đây vẫn có một cái đầu khớp như này. Cái này phần thân của nó thì toàn bộ sẽ là bằng inox. Cái phần thân này, nếu các bác có dùng lâu ngày ấy, thì mình cũng dễ dàng vệ sinh, nó không bị hoen gì. Mẫu này phần ti hơi bên trong em đo được là 14. Mẫu này thì hành trình của nó sẽ là 18cm ạ. Đây, đường kính bên ngoài của nó em đo được ở đây là 42. Đây là mẫu số 27, có giá là 120.000 một chiếc. Mẫu này các bác mua 10 chiếc chuyển khoản miễn ship nhé. Còn bác nào mua xỉ thì inbox Zalo trực tiếp em báo giá cụ thể nha. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 28. Mẫu này của em nó là một mẫu xi lanh hơi 2T nhá. Mẫu này cái tem của nó thì hơi rách rồi. Cái đầu van của nó vẫn còn nguyên này. Cái này đầu ống của nó sẽ là ống 6 ạ. Mẫu này hành trình chắc khoảng 15cm đấy. Mẫu này phần ti hơi em đo được là 10 ly. Hành trình của nó được 15cm nha các bác. Đó. Mẫu này bản rộng phần thân là 6,3cm. Tổng chiều dài phần thân là 22,7cm ạ. Độ dày của nó em đo được là 2,5cm. Đây là mẫu số 28 này. Có giá là 120.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 29 ạ. 29 mẫu này của em là một mẫu xi lanh hơi 3 ti hơi nha. Đây. Mẫu này thì hành trình ngắn thôi. Mẫu này phần ti hơi ở giữa đây em đo được là 12, bên ngoài là 16 á. Mẫu này đầu ống van của nó vẫn còn nguyên nhá. Cái này ống van của nó là ống 6. Ống 6. Cái này thông số của nó là 25 x 20. Hành trình nó sẽ được là 2cm ạ. Kích thước phần thân này, phần thân của nó bản rộng là 92, chiều dài là 75, độ dày ở đem đo là 40. Đây là mẫu số 29 nhá, có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 30. 30 mẫu này của nó là miếng nhôm này. Mẫu này phần nhôm ở đây độ dày em đo được là 12. Kích thước bản rộng là 13,5cm. Chiều dài của nó là 33cm này. Còn cái phần trên này là được 25cm. Đây là mẫu số 30, có giá là 100.000 một tấm nha các bác. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 31. 31 là em có bộ bánh xe này. Đây bánh xe của nó, bánh xe bằng nhựa nha các bác. Bên trên này sẽ có trục bi xoay như này. Mẫu này thì độ dày của bánh em đo được là 34. Đường kính của bánh là 75 ạ. Phần ren trên đầu em đo được ở đây là nó đang ở giữa 15 và 16 này các bác.
Đánh nào thì trên đầu cũng sẽ có bi xoay như này. Đây là bộ combo mẫu số không phải bộ combo mà là bộ bánh xe. Bộ bánh xe mẫu số 31 ạ, có giá là 150.000. Bánh xe thì em sẽ tính theo một bộ là 4 cái nha các bác. 150.000 này. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 32. 32 mẫu này của em có cái trục bi inox nha các bác. Bên trong sẽ có trục bi như này. Mẫu này phần trục bên trong đo được là phi 20. Đường kính bên ngoài của nó em đo được là 80. Cái phần trục bên trong này của nó sẽ là bằng sắt nha các bác. Còn cái phần thân của nó sẽ là bằng inox ạ. Mẫu này thì chiều dài phần thân của nó em đo được là 12 cm. Còn nếu đo cả trục sẽ được là 25 cm ạ. Bên trong sẽ có trục bi xoay như này. Cái này nó xoay ngược xoay xuôi đều được hết ạ. Đây là mẫu số 32, có giá là 200.000 một chiếc ạ. Các bác có cần xem kỹ lại mẫu 32 inbox Zalo em chụp ảnh lại cho các bác coi nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 33. 33 mẫu này của em nó là một cái mẫu con lăn bằng sắt đặc, sắt kiểu sắt đặc đấy ạ, không phải là hàng giống ruột đâu. Mẫu này phần đầu trục bên ngoài em đo được là phi 15 này. Đường kính phần thân con lăn em đo được là 40. Ở bên đầu đây nó có một cái bi đĩa với cả một cái phần giống như của phần bu li ạ. Mẫu này thì chiều dài phần thân của nó đo được là 32 cm. Còn nếu đo tổng cả chiều dài sản phẩm ạ, sẽ được là 41 cm ạ. Đây là mẫu số 33, có giá là 100.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 34. 34 cũng là một mẫu kiểu con lăn sắt đặc nhá. Mẫu này phần đầu trục em đo được là phi 15. Đường kính phần con lăn là 40 ạ. Đầu kia nó còn một cái bi kìa. Mẫu này thì tổng chiều dài phần thân là 36 cm. Còn nếu đo cả sản phẩm luôn sẽ được là 39 cm ạ. Đây là mẫu số 34 của em, có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 35. Mẫu 35 một bộ combo mấy cái trục tròn này, 2, 4, 6 6 cái nha các bác. Cái này phần trục của nó đo được là phi 16 này. Nó lộn xộn nha các bác, có phi 16 và phi 17 nha. Phi 16 và phi 17. Đây có một cái này là phi 20. Cái ngắn nhất, chiều dài em đo được là 30 cm. Còn cái dài nhất, chiều dài của nó là 44 cm ạ. Nó sẽ có phi 16, 17 và 20. Đây là bộ combo mẫu số 35, có giá là 100.000. 100.000 là 6 cái nha các bác. Tiếp theo là mẫu 36. 36 mẫu này của em nó là bộ combo cái miếng nhôm nha. Miếng nhôm này này. Ở đây nó sẽ có là hai cái thanh ngắn này, hai miếng ngắn với cả ba miếng dài nha. Nó có hai loại, một loại bản nhỏ, một loại bản to. Đây, cái này bản mỏng, bản nhỏ này là 4 cm. Mẫu này thì chiều dài là khoảng 39 cm. Còn có một cái này bản gọi là bản to này, cái này bản là 5 cm nhá. Đó. Cái ngắn này thì chiều dài của nó ở đây em đo được là 19 cm nhá, 19,5 cm này. Bộ này sẽ có là 5 món, mẫu số 36, có giá là 120.000. Tiếp theo là mẫu 37. 37 mẫu này sẽ có một bộ là 4 chiếc nha các bác. Mẫu này bản rộng em đo được là 50. Chiều dài của nó này, em đo được ở đây là 66 cm nha. Đây là bộ combo mẫu số 37, gồm là 4 cái nha các bác, có giá là 220.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 38. 38 mẫu này là một cặp bi này. Cái này của nó là bi trục tròn phi 20. Phi 20 trục tròn sắt đặc nha các bác. Mẫu này thì chiều dài phần bi của nó là 9,5 cm. Mẫu này chiều dài phần trục của đây em đo được là 134 cm nha các bác. Đây là mẫu số 38, gồm là một cặp là hai trục hai bi như này, có giá là 700.000. Giá rất là ok đấy ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 39. 39 mẫu này của em nó là cái cặp dây nhá. Cặp dây bi trượt. Mẫu này của nó sẽ là bản dây 20 này. Đó, bản dây 20. Chiều nghiêng của nó em đo được là mười mấy đây. Nó đang ở giữa 16 và 17 đấy ạ. Mẫu này bản rộng của bi em đo được là 63. Chiều dài của bi là 80 ạ. 80 nha. Mẫu này thì chiều dài phần dây em đo được là 1 mét này, là 100 cm nha các bác. Cái cặp này của em sẽ gồm là 2 dây 4 bi như này, có giá là mẫu số 39 800.000. Giá chuyến này dây nhập về giá rẻ ạ, nên là cũng bán giá mềm hơn cho các bác nhé.
nên bác nào có nhu cầu mua thì mình có thể tranh thủ mua sớm nhé. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 40. 40 cũng là một mẫu bản dây 20 này. Chiều nghiêng của nó là 16 ạ. Mẫu này bản rộng của bi là 64. Chiều dài của bi là 10 cm ạ. Mẫu này thì chiều dài phần dây ở đây em đo được là 125 cm này. 125 cm nha các bác. Cặp này của em cũng vậy thôi, cũng sẽ có là hai dây 4 bi như này. Tất cả dây bi trơn trượt, không có chặt rít hay dơ lắc gì đâu ạ. Mẫu số 40, cặp này có giá là 1 triệu nhá. Hiện tại cửa hàng thì có về có bản 15, bản từ bản 15 đến bản 23. Có hàng từ 1m đến 2m6 nha các bác. Bác nào có nhu cầu mua mẫu nào thì inbox Zalo em chụp ảnh thêm cho các bác coi nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 41. 41 đây. Mẫu này của em nó là bản dây 15. Chiều nghiêng này em đo được là 12. Mẫu này bản rộng của bi là 33 này. Chiều dài của bi là 57. Mẫu này chiều dài phần dây em đo được là 52 cm. Cặp này sẽ gồm là hai dây 2 bi như này. Một chiếc bi màu đen nhá, một chiếc bi màu trắng, nhưng mà kích thước là bằng nhau nhá. Đây là mẫu số 41, có giá là 160.000 cái cặp này. Tiếp theo là mẫu 42. 42 mẫu này của em nó là bản dây 20. Chiều nghiêng này, chiều nghiêng ở đây em đo được là mẫu này chiều nghiêng của nó là 14 nha các bác. Đây em đo lại. Mẫu này chiều nghiêng của nó là 17 ạ, không phải là 14 nha, 17. Mẫu này bản rộng của bi là 63, chiều dài của bi là 75. Chiều dài phần dây em đo được là 33 cm này. Đây là mẫu số 42. Gồm thanh hai thanh dây và hai bi trượt như này, có giá là 200.000. Tiếp theo là mẫu 43. 43 là một mẫu con lăn nha. Mẫu này phần trục bên trong em đo được ở đây là phi 10. Còn đường kính phần thân con lăn ở đây em đo được là 34. Chiều dài phần thân của nó là 57 cm. Hai đầu sẽ có trục bi xoay như này. Đây là mẫu số 43 này, có giá là 100.000 một chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 44. 44 mẫu này của em nó là cái vít me nha. Mẫu này của nó là vít me bi đấy. Mẫu này phần đầu trục em đo được ở đây là phi 12. Đường kính phần con lăn đo được là phi, đường kính phần vít me đo được là phi 20. Hai đầu của nó sẽ có gối bi bằng gối đỡ bằng sắt như này nha các bác. Ở giữa sẽ có một cái bát gen. Mẫu này tổng chiều dài sản phẩm em đo được ở đây là 87 cm ạ. Đây là mẫu số 44, có giá là 350.000. Tiếp theo là mẫu 45. 45 mẫu này của em cũng là vít me nhưng nó là vít me cơ nha. Mẫu này phần đầu trục đo được là phi 12. Phần vít me đo được là phi 20. Cái mẫu này của bát gen bên trong của nó sẽ là bát gen bằng đồng. Còn cái phần mặt bích này bên ngoài này của nó sẽ là mặt bích bằng nhôm nhá. Các bác không cần thì mình có thể tháo rời ra cũng được. Hai đầu sẽ có gối bi. Mẫu này đo tổng chiều dài sản phẩm là được 74 cm ạ. Còn phần gen này, chiều dài cái phần gen em đo được là 59 cm nha. Đây là mẫu số 45, có giá là 350.000 là một chiếc. Tiếp theo là mẫu 46. 46 của em nó là cái mẫu xi lanh hơi này. Đây, mẫu này thì đầu ống của nó là ống mấy đây? Mẫu này đầu ống hơi của nó là ống 8 ạ. Mẫu này hành trình khá là dài đấy. Mẫu này đường kính bên ngoài đây em đo được là 68. Mẫu này hành trình của nó là 45 cm nha các bác. Mẫu này phần ti hơi đem đo được là phi 20. Hành trình là 45 cm nha. Đó. Đây là mẫu số 46 này, có giá là 200.000 một chiếc. Giá xi lanh chuyến này rất là rẻ luôn đấy ạ. Tiếp theo là mẫu 47. 47 mẫu này của em nó là cái motor nhá. Motor giảm tốc, cái loại này của nó là hàng điện 3 pha 200V nha các bác, không phải điện 1 pha đâu. Ở đây nó sẽ có 4 cái đầu dây này, 4 đầu dây nha. Đầu đây đây sẽ có một cái trục bu li như này. Mẫu này phần trục của nó em đo được là phi 15. Bản rộng phần thân là 9 cm. Chiều dài của nó này em đo được ở đây là 26 cm ạ. Đây, thông số nó có cái tem bên sườn này. Cái này motor hàng Hàn Quốc nha các bác. Cái này thì thông số là 60W này, điện 220V.
điện 3 pha nha các bác, không phải điện 1 pha đâu. Cái mẫu này là mẫu số 47. Mẫu này thông số của nó là tỷ lệ là 1 trên 10 nha các bác. Tỷ lệ là 1 trên 10 này. Mẫu số 47 có giá là 650.000. Tiếp theo là mẫu 48. 48 cũng là mẫu dây, mẫu motor giảm tốc hộp điện 3 pha nha các bác, 3 pha 200V ấy. Mẫu này ở đây nó sẽ có 4 đầu dây như này. Bên đây nó cũng sẽ có một cái trục này. Mẫu này phần trục em đem đo được là phi 20 nha. Mẫu này thì to hơn này. Mẫu này bản rộng của em đo được là 10,5 cm. Chiều dài của nó này, chiều dài của nó là 32 cm. Đây, mẫu này thông số của nó đâu rồi? Đây, thông số đằng sau của nó đây. Mẫu này thì có thông số là 200W, 3 pha 220V nha. Không phải là điện 1 pha đâu các bác lưu ý nhé. Tại vì hôm trước có một bác là nghe không kỹ là mình đã bị xem nhầm thông số của nó. Đây, cái mẫu này thì tỷ lệ của nó là 1 trên 36 nhé. Các bác có cần xem kỹ lại hai mẫu này, inbox trực tiếp Zalo em chụp ảnh lại nhé. 48 và 47 này. Mỗi mẫu là em đang có hai cái đấy ạ. Từ tiếp theo em chuyển qua mẫu 49. 49 là đem còn có một bộ bàn trượt này. Cái này ở giữa là sẽ có một cái xi lanh hơi. Bên hai bên sườn này sẽ có một cái dây vi trượt nhá. Cái này của nó là bản dây 15. Thì mỗi một thanh dây nó sẽ có là 2 bi nhá. Mẫu này thì chiều dài phần dây là 40 cm. Còn cái bên dưới phần mặt bích này của nó sẽ là bằng nhôm. Cái tấm nhôm này của nó, độ dày của nó sẽ là 6 ly nhá. Kích thước bản rộng là 16 cm, chiều dài là 51 cm này. Mẫu này ở giữa nó sẽ có một cái xi lanh hơi. Đây, lật bên đằng dưới lên là các bác có thể nhìn thấy cái phần thông số của xi lanh. Thông số xi lanh là 20 x 22 nha các bác. Tức là hành trình của nó sẽ được là 22 cm. SMC hàng Hàn Quốc đấy. Phần dây bi trượt và phần xi lanh hơi này, tất cả trơn tru nhẹ nhàng, không có bị chặt rít hay cong vênh chỗ nào đâu. Các cái chi tiết nó sẽ bắt nối với nhau bằng ốc lục giác nên trông rất là mới đẹp luôn ạ. Mẫu số 49 này có giá là 350.000. Mẫu này em chỉ còn có một bộ duy nhất là hết rồi. Tiếp theo là mẫu 50. 50 của mẫu này của em nó là tấm nhôm nha. Mẫu này thì phần nhôm của nó độ dày là được 6 ly. Bản rộng là 27 cm này. Và chiều dài của nó đo được ở đây là 63 cm. Đây, một tấm nhôm nha này. Đây là mẫu số 50, có giá là 200.000 một tấm. Mẫu này mới về nên các bác chốt thoải mái nhé. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 51. 51 mẫu này của em nó là cái bộ băng tải này. Phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm nha các bác, kết hợp cả nhựa nữa này. Và cái chi tiết của nó sẽ bắt bằng ốc lục giác, toàn ốc lục giác thôi. Đây, cái đầu băng tải nó có con lăn này. Ở đằng kia nó cũng có đằng hộp kìa, nó cũng có con lăn nhưng mà nó đang bị bịt kín trong một cái hộp rồi nhá. Kích thước này, phần rãnh bên trong ở đây đo được khoảng 7 cm. Còn kích thước bên ngoài ở đây đo được là nó gần 12 cm nha, gần 12 cm. Cái này thì tổng chiều dài phần khung của nó em đo được là 84 cm ạ. Để em lật lên cho các bác xem đằng sau của nó nhá. Đây, đằng sau của nó này sẽ có một bộ là khung bằng nhôm luôn. Đó, một bộ khung nhôm liền như này. Đây là mẫu số 51 nha các bác, có giá là 600.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 52. 52 mẫu này của em nó là cái bộ giống như kiểu bàn ép ấy ạ. Bàn ép này. Cái phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm. Hai bên của nó sẽ có hai cái trục tròn phi 20, trục tròn sắt đặc nhá. Ở giữa này nó sẽ có một cái xi lanh hơi. Mẫu này phần xi lanh hơi của nó sẽ là xi lanh hơi bằng inox này. Mẫu này hành trình của nó là trên đây nó có ghi thông số này là 25 x 125, thì hành trình của nó sẽ được là 12,5 cm. Đây. Nó nâng lên hạ xuống này, trơn tru nhẹ nhàng nha các bác. Em đo sơ qua kích thước nha. Mẫu này bản rộng phần đế này, em đo được là 17 cm. Chiều dài phần đế là 36 cm ạ. Mẫu này tổng chiều cao đến cái phần thân của nó là 32 cm. Còn nếu đo cả cái phần xi lanh luôn sẽ được là 55 cm ạ. Phần xi lanh hơi của nó sẽ là xi lanh bằng inox này. Còn phần khung của mẫu này còn sẽ là khung bằng nhôm. Phần nhôm dày dặn chắc chắn nha các bác. Đây là mẫu số 52, có giá là 900.000. Các bác cần xem kỹ lại mẫu này, inbox trực tiếp Zalo em chụp ảnh lại cho các bác coi nhé. Sẽ chụp ảnh là vùng quanh 4 chiều luôn để mình có thể xem được kỹ hơn, có thể chốt được cái món hàng ưng ý nhé.
Rồi tiếp theo. Đây. Cái mẫu này là em không có đánh số này. Cái này nó giống như cái máy á, kiểu máy khoan Tazo ấy ạ. Đây, cái này đầu của nó chắc là đầu 16 là đầu to lắm. Máy Nhật nha các bác. Đây bên sườn này, cái này đã được sơn lại nha. Bên sườn đây nó sẽ có cái hộp mà này giống như cái khởi này. Đây nó có một cái tem ở đây này. Các bác ơi, cái này thì em không hiểu rõ lắm đâu, nên là em sẽ chụp ảnh lại vào trong Zalo, đăng lên Zalo nhá. Các bác nào có cần xem kỹ lại hình ảnh của nó thì inbox Zalo để em chụp ảnh cho các bác coi nhá. Cái này em quay là chỉ quay thôi đấy, chứ còn không biết về cái thông số của nó để mà giới thiệu cho các bác luôn. Cái mẫu này thì đang có thanh lý có giá là 3 triệu thôi nha. 3 triệu. Đây qua bên đây. Qua bên đây em có cái đầu khoan này. Cái này đầu khoan máy á. Máy khoan từ nha các bác. Đây. Cái này của Hitachi này, điện 100V. Nó ghi là 25mm này. Tokyo Japan nha các bác, Hitachi đấy. Điện 100V nha các bác. Đây cái đầu dây của nó này, trông chán không? Cái mẫu này thì có giá là 800 ngàn nha các bác. 800 ngàn. Đây nó ghi đây là 420 vòng trên phút này, 14A. Đây, các bác có cần xem kỹ lại cái tem của nó inbox Zalo em chụp ảnh cho các bác coi nha. Cái mẫu này em không có đánh số đâu. Các bác chốt là đầu khoan Hitachi có giá là 800 ngàn. Còn đây là một cái khung máy này, khung của máy khoan từ nhá. Cái này là đây. Cái này là cái cuộn dây của nó này. Nó nứt hết rồi. Cái tay nắm của nó vẫn còn nguyên nhá. Cái này của nó là điện 3 pha. 3 pha 200V nhá. 25mm này. Đây thông số là AC 200V này, tức là điện 3 pha nha các bác. Cái này không phải điện 1 pha đâu, cái này điện 3 pha. Tay nắm các thứ vẫn còn nguyên này, lên xuống nhẹ nhàng nha. Cái mẫu này thì cũng có giá là 800 ngàn nhá. Đây các bác chốt là khung máy nha. Đây made in Japan này. Các bác xem kỹ lại hình ảnh inbox Zalo em chụp ảnh lại nha các bác. Đây các bác chốt được khung máy có giá là 800 ngàn. Còn đây là hai cái máy gì ta? Máy soi hai mũi nha các bác. Cái máy làm gỗ nha. Máy soi hai mũi này bên dưới nó sẽ có hai cái mũi soi như này. Cái này cái tay nó hơi bị quặp vào đây rồi. Cái này của nó là máy Nhật bãi điện 100V nha các bác. Cái này của nó là điện 100V này. Đây để em nhìn xem cái thông số của nó là bao nhiêu A nhé. Tại vì cái tem nó bên dưới. Ô, cái này 15A, 1430W. Cái này dây của nó rất là dài luôn. Công suất lớn nên là cái dây của nó dây to mà dài lắm. Mũi của nó vẫn còn nguyên nhá. Cái này là Makita đấy ạ. Tất cả nguyên zin như này luôn. Máy hoạt động bình thường nha các bác. Máy này nó sẽ di chuyển 4 chiều. Đây. Di chuyển trơn tru nhẹ nhàng 4 chiều nha các bác. Còn bên sườn này nó sẽ có cái tay quay để các bác có thể di chuyển sang trái sang phải này. Mẫu này thì cái phần bản kẹp của nó sẽ được 30cm nhá. Nó kẹp lớn luôn đấy ạ. Kẹp được 30cm. Đằng sau nó sẽ có một cái chân cữ hãm như này này. Đó, cữ hãm như này. Cái này nó đang vườn cái cữ hãm đằng sau nên em không có thể quay cho các bác coi là mình trượt hết đằng kia được. Đây. Tất cả trơn tru nhẹ nhàng nha các bác. Cái mẫu này thì có giá là 1.500.000. Giá rẻ hơn rất nhiều so với chuyến trước luôn đấy ạ. Các bác có cần xem kỹ là hình ảnh của hai cái mẫu này thì inbox Zalo em chụp ảnh lại cho các bác coi nhá. Ở đây em đang có hai chiếc này. Nó cùng một loại hết nhá, đều là Makita hết ạ. Cùng một loại, cùng một thông số. Mẫu này thì cái bên sườn này của nó sẽ có thêm cả cái phần con lăn này. Đấy, để các bác có thể đặt lên cái tấm gỗ ấy, mình có thể kéo trơn trượt luôn nhá. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.